Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người về cách sử dụng hàm if, hàm let và ứng dụng hai cái hàm này vào một số phần việc tính toán ở trong Excel. Như các bạn đã thấy, tôi đã lập bảng theo dõi về tình hình nhập xuất hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn A, B, C để minh họa cho cách sử dụng hàm này. Vì hôm nay tôi giới thiệu về hàm if và hàm let, cho nên tôi sẽ đặt công thức áp dụng cho cột tên hàng hóa và cột xuất. Theo yêu cầu thứ nhất của bài đó là gọi tên hàng hóa. Nếu như ký tự đầu tiên của cột mã hàng là D thì hàng hóa sẽ là đất, S là sỏi và C là cát. Và đây là cột mã hàng. Tôi sẽ áp dụng đặt công thức hàm if lồng với hàm let để gọi tên của hàng hóa. Ký tự đầu tiên của mã hàng là D thì cho kết quả là đất. Nếu ký tự đầu tiên của mã hàng đây chính là dòng B6 là F thì cho kết quả là sỏi. Và trường hợp còn lại nghiễm nhiên là cát. Và tôi sẽ kéo công thức cho cả cột. Thì tên hàng hóa sẽ tự nhảy theo công thức mà tôi vừa lập. Yêu cầu thứ hai của bài là tính giá trị xuất. Nếu mã hàng của ký tự đầu là D thì xuất sẽ bằng 60% nhân nhập. Nếu mã hàng ký tự đầu là S thì xuất bằng 50% nhân nhập và ký tự đầu là C thì xuất bằng 40% nhân với giá trị nhập. Tôi cũng vẫn sẽ áp dụng hàm if lồng với hàm let để tính. Là dòng B6, ký tự đầu tiên của mã hàng là D thì xuất sẽ bằng 60% nhân nhập. Dòng nhập đây chính là dòng E6 nếu ký tự đầu tiên của mã hàng là S thì xuất sẽ bằng 50% nhân nhập. Nhập ở đây vẫn chính là dòng E6. Và trường hợp còn lại, nếu ký tự đầu là C thì xuất sẽ bằng 40% nhân nhập. Vâng, và bây giờ tôi cũng sẽ kéo công thức cho cả cột thì giá trị ở cột xuất sẽ tự nhảy theo công thức mà tôi vừa lập. Và trên đây là tôi đã hướng dẫn các bạn về cách sử dụng hàm if lồng với hàm left trong Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.